hội phụ nữ đã giúp tôi có thêm thu nhập và bớt nghèo hơn trước. Chị cảm thấy sự bình yên và chị tìm thấy lối thoát. Chúng tôi luôn đồng hành cùng sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. The NGO Forum on Women, Beijing, 1995. Open! Hội nghị toàn cầu lần thứ tư về phụ nữ năm 1995 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cùng ký vào cương lĩnh hành động Bắc Kinh, cam kết thực hiện hàng loạt hành động từ nghiên cứu giới trong truyền thông tới chấm dứt bạo lực với phụ nữ. 20 năm kể từ khi cương lĩnh được thông qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực nâng cao quyền năng, chất lượng cuộc sống và vị thế của phụ nữ. Tỷ lệ phụ nữ biết đọc, biết viết đạt 92%. Đội ngũ nữ trí thức tiếp tục tăng cả về số lượng, chất lượng và được trẻ hóa. Vị thế việc làm của lao động nữ cũng có sự thay đổi tích cực. Nhóm lao động làm công ăn lương tăng mạnh. Có nữ cán bộ đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong cơ quan đảng, chính quyền và quốc hội. Tuổi thọ bình quân của nữ khá cao, trung bình 73,2 tuổi. Luật bình đẳng giới ra đời vào năm 2006, thể hiện cam kết cao nhất của nhà nước ta với vấn đề phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ đã và đang thực hiện tốt các chức năng của mình, tham gia xóa đói giảm nghèo và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực cho phụ nữ, tạo dựng bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo nữ, nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham chính, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, và đặc biệt là tham gia phản biện xã hội, xây dựng giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới. Ở trong nhiều những cái dự án luật, ví dụ như là luật hôn nhân gia đình, luật bình đẳng giới, rồi bộ luật dân sự chẳng hạn, thì chúng tôi qua theo dõi đã thấy rằng là cái sự tham gia của đại diện hội phụ nữ ở trong kể cả ban soạn thảo, trong tổ biên tập là rất chủ động, và nhiều ý kiến của phụ nữ đã được cơ quan soạn thảo chấp nhận. Trong lịch sử của hội đấy, là cũng đã đề xuất sửa đổi cái luật hôn nhân gia đình năm 1986, chủ trì xây dựng và trình cái luật bình đẳng giới. Các địa phương thì hay có cái mô hình là câu lạc bộ pháp luật phổ biến tuyên truyền những quy định nào nó liên quan chặt chẽ đến phụ nữ, đến gia đình, đến bình đẳng giới, đến trẻ em. Dễ nhận thấy nhất là hiệu quả của những hoạt động nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Bản Ta La Cáo, tỉnh Điện Biên, phần lớn thời gian những người phụ nữ này ở trên nương. Nhưng khi ở nhà, họ cũng không rảnh rỗi. Mỗi tháng cũng kiếm thêm được 1 triệu đồng. Gia đình khó khăn nên là 1 triệu này dùng để mua con lợn, con gà về nuôi và mua phân bón cho cây lúa, cây ngô. Trước chị Mẩy đi học được, sau rồi về dạy lại cho mình, nên giờ mình mới biết làm. Chị Giang Thị Mẩy là Phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Xính Phình. Đã hơn 10 năm nay, công việc của chị là khôi phục và phát triển nghề thêu truyền thống của người Mông, để lao động của chị em mang lại được đời sống no ấm. Tôi là Phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ, tôi phải có trách nhiệm phải đi vận động cho chị em. Nhưng mà tôi cũng vận động được 20 chị em, thì 20 chị em làm được rồi, làm rất là đều rồi. Thì các chị em cũng tùy tiện hết rồi. Bây giờ nông nói rồi, bây giờ 115 người. Chị Mày cũng là người kết nối để tiêu thụ sản phẩm. Sáng nay là tôi cũng nhận được đơn đặt hàng là 8.000 sản phẩm. Tổng số tiền nó là 56 triệu. Chỉ tính riêng trong nửa đầu nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
đã giúp đỡ hơn 1,2 triệu hộ nghèo, trong đó hơn 123.000 hộ đã thoát nghèo. Nguyện vọng của phụ nữ thì rất là đơn giản thôi, đấy là tìm được cái sự bình yên trong chính ngôi nhà của mình. Đến bước đường cùng rồi thì họ mới buộc phải ra khỏi nhà và chạy đến một cái nơi mà họ sẽ được bảo vệ sự an toàn, trực tiếp vào để được hỗ trợ trong ngôi nhà trong một thời gian, có thể là 3 tháng, có thể là 1 năm. Từ năm 2007 tới nay, hơn 4.000 phụ nữ bị bạo lực gia đình và buôn bán người trở về đã được trợ giúp từ ngôi nhà bình yên. Sự thấu cảm, tức là hiểu hoàn cảnh của họ, hiểu tất cả cái nỗi đau mà họ đã trải qua, mà chúng ta phải cùng với họ giải quyết vấn đề. Đây cũng là một cái bệnh viện của tâm hồn. Mọi người coi nhau như là thành viên trong gia đình. Có rất nhiều người xung quanh em, họ chia sẻ, động viên với em ấy. Tạo dựng đội ngũ lãnh đạo nữ là một trong những nhiệm vụ quan trọng và hội phụ nữ một số địa phương đang làm rất tốt nhiệm vụ này. Hội Liên hiệp Phụ nữ ý thức được rằng là mình một cái tổ chức tạo nguồn, do đó mà chúng tôi luôn chú ý đến cái kế hoạch mà phải làm sao có thể là phát hiện, giới thiệu và có những cái kế hoạch để tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ. Trên cơ sở đó thì chị em tự tin để đảm đương được một cái nhiệm vụ lãnh đạo ở một cái vị trí càng ngày càng cao. Tỉnh Tuyên Quang đã qua nhiều nhiệm kỳ, nay vẫn giữ được tỷ lệ lãnh đạo nữ cao và tiếp tục nhiệm kỳ tới vẫn giữ vững và có khả năng tỷ lệ nữ có thể phát triển hơn. Vì thực tế là công tác cán bộ nữ luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo. Tỉnh cũng đã có nhiều các cái chính sách, biện pháp tạo điều kiện và ưu tiên tạo việc làm cho phụ nữ, quan tâm trong việc sắp xếp, luân chuyển, quy hoạch về đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ trẻ và dân tộc thiểu số. Hàng nghìn phụ nữ và trẻ em gái ở 5 tỉnh miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long là Bình Định, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp và Cà Mau trong 4 năm qua đang được hưởng lợi từ một dự án của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ UN Women, dự án nâng cao năng lực của phụ nữ ứng phó với biến đổi khí hậu. Dự án tổ chức tập huấn về biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai, truyền thông về kỹ năng và kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai. Sau một quá trình vận động chính sách, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Ban Phòng chống thiên tai các cấp, trực tiếp tham gia công tác phòng chống thiên tai và xây dựng quyết sách trong lĩnh vực này. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã làm được cả hai việc khi thực hiện cương lĩnh hành động Bắc Kinh, đó là nâng cao nhận thức về cương lĩnh ở cấp độ cơ sở, đồng thời đưa được thông tin từ cơ sở lên cấp độ hoạch định chính sách. Đó là vị thế rất riêng của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mà không một tổ chức nào có được. Tiếp tục tập trung các nguồn lực để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục tồn tại là ưu tiên của Hội Phụ nữ trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục là có những cái hoạt động để giúp cho chị em mình cải thiện cái đời sống, xóa đói giảm nghèo, rồi phát triển kinh tế. Nếu cái người phụ nữ mà người ta tự chủ được về kinh tế thì cái tiếng nói của ta nó có trọng lượng. Rõ ràng Hội Phụ nữ Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng và cụ thể trong việc là làm sao góp phần chung vào cái việc thực hiện nghị quyết của Đảng, nhưng mà cũng làm sao đảm bảo được cái quyền lợi của phụ nữ, nhất là trong bầu cử tới đây. Tôi cũng hy vọng là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần phải tập hợp được những cái người phụ nữ có tâm huyết. Tôi muốn hội phụ nữ giúp đỡ để khâu được nhiều loại sản phẩm hơn nữa. Chị em phụ nữ chúng tôi rất mong là Hội Phụ nữ Việt Nam có tiếng nói nhiều hơn, cụ thể hóa pháp luật để bảo vệ quyền lợi
của chị em cũng như là các thành viên trong gia đình. Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 trở thành một trong các quốc gia có thành tựu bình đẳng giới tiến bộ nhất của khu vực. Mục tiêu này dựa trên cơ sở những bước tiến dài, những nỗ lực đã đạt được sau 20 năm thực hiện cương lĩnh hành động Bắc Kinh. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của trên 50,5% dân số, trong đó có gần 15 triệu hội viên, sẽ tiếp tục góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước của toàn dân tộc.